Hồng An chào cả nhà. Và hôm nay Hồng An xin chia sẻ anh em một con Phil Chanel GT207 nha anh em ha. Nói chung là con xe này là máy cực kỳ đỉnh nha. Đầu nồi chưa rớt, máy như xe điện nha anh em. Nhích là bye bye ha. Và đặc biệt anh em mua xe tại cửa hàng xe máy Hồng An được bảo hành 1 năm về máy móc nha anh em ha. Đâm ra là cái này, điều này là khẳng định cái chất lượng của một chiếc xe, không phải đơn giản mà được bảo hành 1 năm nha anh em ha. Và nếu anh em sử dụng kỹ, có thể là sử dụng thêm 3-4 năm rất là bình thường. Và anh em nhớ thay nhớt thường xuyên nha anh em, đúng định kỳ 1.000 cây là thay nhớt một lần. Chắc chắn là anh em được sử dụng một chiếc xe như ý và được bền. Rồi Hồng An sẽ đi tổng thể chiếc xe, rồi anh em sẽ xem thật là kỹ chi tiết từng bộ phận một. Và xe này là giá Hồng An bán là 40 triệu nha anh em ha, hồ sơ thêm phí 1 triệu nha anh em. Xe này là một con xe nói chung là tương đối là chuẩn zin, áo tem zin theo xe nha anh em ha. Bạc lóc là không có giảm tốt nha. Phục trước vàng bạc cặt te đều còn nguyên bản nha anh em, không có giảm tốt. Xe này là có da yên, có bao thôi. Áo tem là còn đẹp. Ốc tán là vẫn còn màu nha anh em ha. Cặp kiếng còn theo xe. Nói chung là kiếng này kiếng mới rồi. Mình là biết anh em ơi, kiếng mới rồi anh em. Bao tay zin theo xe anh em, có rút anh em thấy không? Mình sẽ đi tổng thể chiếc xe anh em xem, rồi anh em sẽ đánh giá. Mình đi sơ cái dàn ngoài nha anh em ha, anh em xem nha anh em. Trước tiên mình đi hướng này nha anh em ha. Sẽ đi hướng này. Tem rất có đẹp nha anh em ha, tem áo rất đẹp, không có nứt bể nha anh em. Nói chung chạy là có nha, thì xe không có dán keo nha anh em. Em xem kỹ cho anh em ha. Giờ ha, nói chung là Hồng An cũng mới lấy về luôn rồi rửa chia sẻ luôn. Nói chung là tranh thủ cố gắng từng ngày từng giờ cho anh em đi Tết. Và hổm ra xe cổ rất là ít cho anh em ha. Xe cổ hổm ra là không còn xe đâu anh em ơi, rất là ít. Và xe cũng không có đạt chất lượng anh em ơi. Đâm ra Hồng An cố gắng chia sẻ những chiếc xe cho anh em đi chơi Tết. Một cái Tết thật là ý nghĩa và gặp nhiều may mắn nha. Xe cổ rất là chuẩn, đi xa, đi tỉnh đồ vi vu ha. Rồi Hồng An sẽ quay nha anh em ha. Rồi trước tiên Hồng An đi sẽ cái cụm công tắc, xi nhan kèn, dễ e, nút đề, đèn, đồng hồ lên gân luôn nha anh em. Mặt đồng hồ nguyên ha. Và xe này Hồng An đánh giá là đi tầm khoảng 50.000 đổ lại nha. Nói chung xe có tua rồi ha, nhưng mà đánh giá là chuẩn. Và Hồng An mua xe ít khi nào mà trên 50.000 lắm anh em ơi. Khoảng 50.000 đổ lại thôi à. Áo tem ok anh em ha, không nứt bể, có chạy cánh ha. Rất đẹp cho anh em. Rồi giá y có bao rồi nha, năm ra rất là mới ha anh em ha. Thuộc theo xe nha anh em. Bị dập. Ốc tán còn vàng trắng sáng nha anh em. Còn này, thấy không? Những cái dấu chấm sơ vẫn còn hết ha. Dĩ anh em. Không có khuyết nhiều nha anh em ha. Ốc tán còn vàng nha anh em. Bát cục còn nha anh em ha. Mâm zin theo xe rất đẹp nha anh em. Mâm zin theo xe nha. Hơi bạc chút xíu nha anh em ha. Mâm rất là đẹp. Còn đen thui nha anh em ha. Mâm còn đen nha anh em. Ở dĩ anh em thấy không? Không có khuyết nhiều nha anh em ha. Cái độ dĩa này khoảng tầm 50.000 đổ lại thôi. Thì mình có thể nhìn cần số đập thắng nữa. Nó nhiều cách nhìn lắm anh em. Nè, xe anh em. Rất là đẹp. Máy như xe điện nha anh em ha. Ốc còn vàng ươm trắng sáng anh em về. Anh em rửa vô tư luôn nha anh em ha. Xe mọc xe mạc thì đâm ra anh em về rửa ok hết. Cái chất nhôm nó vẫn còn rất là dơ nha anh em, về chịu khó rửa lại. Nó dơ lắm nha anh em ha, về rửa lại nha anh em, nó dơ ở trong nè. Nó sình dơ lắm, anh em về rửa lại nha. Xe này xe mọc nha anh em. Nó về rửa lại nè, nhiều chỗ dơ lắm. Chưa có mòn nha anh em ha. Rất là dày.
lốc bức đẹp nha, lốc zin nha anh em ha, lốc zin không có giảm tốt anh em thấy không, chức nền còn đẹp lắm. Ốc mỡ gà luôn nè, ốc mỡ gà nha anh em. Lốc đẹp. Trắng sáng nha. Còn trắng sáng luôn nè. Tốt. Đẹp. Đẹp xe anh em ha. Xe máy ghê lắm nha anh em ha. Máy như xe điện nha anh em. Máy như xe điện luôn nha anh em ha. Chức nền mặt máu của nó anh em thấy không? Đó. Chống đứng nè, rồi so anh em ha. Ok nha anh em. Đó. Tức là cọp ốc tán còn màu hết trơn nha anh em, thấy không? Này nổ máy là như xe điện ha anh em ha. Không ăn quay, nói chung là cố gắng quay thật là kỹ cho anh em xem nha anh em ha. Lò xo nè. Đó. Còn vàng ươm trắng sáng nha anh em. Y phục. Bắt thắng nè. Đó. Cao su này thay mới rồi nha anh em ha. Nói chung xe này cũng có vài món thay mới nha. Cao su các chân nè. Đó. Ok nha anh em. Cũ thắng là so anh em ha. Bắt thắng anh em thấy không? Rồi thắng là so nè. Xe rất là đẹp anh em, đều xe lắm nha anh em ha. Cũ thắng là so, thắng xương 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 ống gì đó. Chức nền có nha anh em. Đó. Xe cái chiếc xe nó có. Đâm ra mạch máu trái tim là rất là chuẩn nha anh em. Mình phải xem mạch máu trái tim chiếc xe nha anh em. Đó. Rất đẹp, anh thấy không? Độ màu của nó đẹp lắm anh em. Gấp cuộc mà. Nó dơ nha anh em ha. Rất là dơ. Đó. Cái này 207 nha anh em. Cản nè. Cản có chạy chút xíu nha anh em ha. Đó. Rồi. Nắp đuôi cá nè. Mở hai con ốc là mở ra rồi nha anh em. Cố gắng mở cho anh em xem ha. Xương sườn xương ống, mạch máu trái tim. Này da yên có bao rồi nha anh em ha. Da yên có bao rồi nha anh em. Phụng xăng rất đẹp. Còn vàng ươm trắng sáng hết nha anh em ha. Ốc còn vàng, cái chấm sơn. Phụng xăng rất là mới, thấy không? Cái chấm sơn còn. Phụng xăng rất đẹp. Ốc nè, còn màu hết trơn anh em. Đẹp. Quay cho hết cho anh em xem luôn ha. Nó hơi dơ nha. Về rửa lại nha anh em. Và phần bên trong nó như vậy thôi ha anh em ha. Rất là chuẩn xe. Rất đều. Xe này 40 triệu xứng đáng cho anh em chơi đi Tết cho anh em ha. Không có mắc nha anh em. Không ra những con xe đẹp, xe chất được bảo hành mãi 1 năm rất là hiếm anh em ơi. Không phải ai cũng đơn giản bảo hành cho anh em đâu anh em. Chỉ có những con xe mà đúng máy chất lượng mới giá bảo hành anh em được ha. Đặc biệt máy phải nhích ra là bay bay nhóm nhóm nha anh em. Rất là mạnh. Đẹp em ha. Rồi, ta hướng bên đây nha anh em. Bộ phận mạch máu trái tim rồi nha anh em ha. Buộc theo xe. Nó chấm sơn còn, anh em thấy không? Chiếc xe nguyên bản nha anh em, đánh cuộc còn nha anh em. Hơi cũ anh em ha. Anh em muốn dặm giả zin không ăn dặm cho anh em luôn nha anh em ha. Xe rất đẹp. Mâm. Mâm zin nha anh em. Này, ốc nè, vàng ươm trắng sáng nè, về rửa đã luôn nha anh em ha. Xe này càng rửa càng đẹp nha anh em, rất là dơ, anh thấy không? Nó bám sình anh em, đó về khều lại, rửa lại chỗ này nè, còn sót anh em. Về rửa lại cho anh em ha. Xe này không anh chỉ có xịt mới xịt dầu thôi anh em. Mới xịt dầu thôi. Bình xăng dơ hầy anh em thấy không? Rất là dơ. Về chịu khó rửa lại nha anh em. Rất là dơ. Dơ lắm nha anh em ha, về rửa lại. Chiếc xe có nha anh em. Rồi, tới bộ phận mạch máu trái tim.
Hồng An cố gắng lúc nào cũng mở cho anh em xem hết chi tiết chức nền, anh em nhìn cho nó đã con mắt anh em ha. Hồng An ngâm lâu lâu nha anh em, những cái bộ phận chính là Hồng An ngâm lâu lâu nha, ngâm lâu lâu anh em. Sơn trong đĩa thai rồi nha anh em ha, còn rất là mới, anh em về khỏi cần thai nữa nha anh em. Mạch máu trái tim, máu trái tim nha anh em, còn vàng ươm nha anh em thấy không, còn xanh còn vàng nha anh em ha, phải chuẩn đó, xanh còn vàng quá trời đẹp anh em ơi, đẹp lắm, lóc bức đẹp nha anh em, không có dợp bung nha anh em ha, lóc đẹp lắm nha anh em, xe được cái là vàng lóc vàng bạc đẹp, cặt te cũng đẹp anh em, đầy đủ hết, không có bị móp méo nha anh em. 207 tới giờ rồi, cũng quá là chuẩn rồi, chống nghiêng cũng còn dày anh em, chống nghiêng chống đứng còn nè, chống đứng nè anh em, chống nghiêng nè là ok anh em ơi, dày cui à, cốt anh em, cốt còn màu luôn anh em, cốt phe nè, vẫn còn ok anh em ha. Về rửa rất là đẹp cho anh em ha, nó hơi dơ nha, nói chung không có thời gian rửa hết đâu anh em ơi, mà rất là bận nha anh em. Về chịu khó rửa lại sạch sẽ hết, 207 anh em ha, 207 đẹp. Phục zin theo xe nha anh em, ti phục anh em, ti phục chương mới nữa không, những cái ti phục này anh em coi vậy nó rất là quan trọng nha anh em ha, những cái ti phục này, những cái lớp vỏ này mà nó bóng là xe đi cũng kỳ lắm nha anh em, mà những cái vỏ phục này mà nó xét nghẹt, nó đen thui, nó xuống xanh xuống xét là đi cũng nhiều lắm nha anh em ha. Đó, ngoại trừ là họ thay mới thôi, cái chỗ này cũng là phản ánh một phần chiếc xe nha anh em. Đó. Bạc lóc cũng còn anh em thấy không, chiếc xe đẹp mà những cái phục này nó mà nó xét nghẹt hết thì nói chung là xe cũng đi nhiều anh em, không thể nào mà bị xét đâu anh em ha, xuống xuống xanh đó còn lớp bóng anh thấy không, bị chạy anh em ha, chạy tem chút xíu rất đẹp cho anh em. Rồi tới bộ phận máy nha, Hồng An là ok rồi nha anh em ha, quay sơn cái anh em xem kỹ lại cái, nói chung quay xa đẹp lắm anh em ơi, cái quay gần thì năm ra nó hơi xấu xe một chút anh em ha, quay xa rất là đẹp. Xe này Hồng An thích nhất là cục máy thôi ha, nói chung vàng mai cũng tương đối là chuẩn, 40 triệu một con xe chuẩn lắm anh em ơi, GT nha anh em nhớ nha, bánh mâm nha, 40 triệu đầu nồi chưa rớt, máy nhích ra là bye bye. Xe này anh em Tết đi xa là thoải mái luôn ha, đi xa đi tỉnh, dàn hơi rất là lực, xe này lực lắm anh em ơi. Rồi Hồng An nổ máy anh em ha. Đó. Quan trọng là cục máy ha, xe đẹp xe chắc là phải cục máy phải chất anh em ha. Công viên sao, hỏi phải công viên sao không? Công viên sao đi anh, quẹo em sao thấy rồi. Dạ đường này là đường số 8 đó anh. Đó, máy đang nổ đó anh em. Máy nổ như xe điện. Quá trời em ơi. Trời ơi cục máy anh em. Máy đang nổ đó anh em ơi. Quá trời xe này. Máy đang nổ đó anh em. Máy đang nổ anh em ơi. Hơi nhỏ
quá ha, xăng còn hay không ha. Máy nổ mà. Quá trời êm rồi. Máy này kinh khủng quá anh em ơi. Nổ đó. Quá trời. Trời anh em. Không một tiếng động luôn nha anh em ha. Không một tiếng động lạ luôn nha anh em. Máy đang nổ đó. Vô số luôn anh em ơi. Vô số cho anh em biết là nó đang có số anh em. Quá trời quá. Kinh khủng thiệt. Em như xe điện luôn anh em ơi. Một tiếng luôn. Cái xe đối chung là vô địch. Cục máy này không không ngờ và không tưởng luôn nha anh em ha. Một chiếc xe đi nói chung là cũng nhiều, 50.000 cây có nha anh em. Mà cục máy là không ngờ không tưởng anh em. Máy như xe điện luôn, thực sự luôn. Đâm ra những chiếc xe nhiều khi họ đi nhiều chưa chắc là máy không ngon nha anh em. Quan trọng là họ biết bảo quản xe, thay nhất thường xuyên và đi cái bận tốc chậm ít, không có chạy hết tốc độ xe. Đâm ra cục máy xe thành phố rất là chuẩn anh em ơi. Xe này biển số thành phố nha anh em ha. Nhiều khi họ đi cái bận tốc 30, 40, 50 đổ lại, nhưng mà cái thời gian họ kéo dài quá thì 40-50 ngàn rất là bình thường. Chứ sợ anh em mà đi xa đi nẹt ga rồi tốc độ cao 80, 90, 170 á, đi trong thời gian ngắn xe cũng mau xuống máy lắm nha anh em ha. Đó, cục máy đây anh thấy không? Quá trời. Chúc anh em mua xe tại cửa hàng xe máy Hồng An rất là yên tâm về máy móc nha anh em ha. Trong Hồng An cố gắng lựa những chiếc xe nói chung là đa số là đạt chuẩn chất lượng nhất luôn anh em. Những chiếc xe thì nhiều á, nhưng mà Hồng An sàng lọc giỏi lắm, được 10 chiếc sàng lọc giỏi lắm được 2 chiếc hoặc 3 chiếc thôi anh em ơi. Thì không phải lúc nào cũng có xe nha anh em. Nên ra cái số lượng rất là ít anh em ha. Anh em về anh em rửa anh em thấy rất là dơ anh em thấy không? Nó còn dơ nè. Đó, anh em rửa nó rất là đẹp. Đây mà nó dơ anh em thấy không? Chưa rửa hết anh em thấy không? Đó, về rửa lại là xe này rất là đẹp luôn anh em. Ốc tán nó còn trắng vàng ươm trắng sáng luôn, nó chất ngọc anh em ha. Đó, lốc nhôm chưa rửa nè, dơ hay à. Đó, về chịu khó rửa khều lại bên trong đó nha anh em. Xe này là xe mộc đó nha anh em ha. Đó, rất là dơ. Chứ đừng có nghĩ với những chiếc xe mà rửa trắng tát hết trơn thì làm sao mà mộc được anh em. Nói chung rửa đến nỗi mà không còn để chỗ cho anh em rửa đó thì làm sao mà xe mọc được ha anh em ha. Xe ra là đã ra là rửa là rất nhiều nước rồi, nên ra anh em về chỉ có chạy thôi, hết rửa anh em. À, nếu rửa nữa là nó sẽ xuống xanh xuống xét luôn nha anh em ha. Rồi ok nha anh em, một con xe chất lượng cho anh em đi cái Tết này và giá thành là 40 triệu ha, hồ sơ thêm phí 1 triệu nha anh em. Xe này anh em về chỉ có đi thôi, không có thay nhớt hay gì hết, Hồng An đã thay nhớt đầy đủ cho anh em luôn, về là chỉ có đi thôi nha anh em ha. Không có tốn 1 đồng 1 ngàn nữa nha. Nói chung là Hồng An đã thay nhớt, bảo quản kỹ cho anh em hết. Và anh em nào muốn dặm cái phục trước thì Hồng An sẽ dặm giả zin, không là để nguyên nha anh em ha. Rồi bye bye mọi người nha. Anh em xem kỹ chiếc xe nha, anh em sẽ rất là ok. Rồi cục máy anh em thấy không? Máy mới thấy luôn nè phải không? Máy này là vô địch. Mau quay sơ lại cho anh em ha. Tán vàng ươm trắng sáng anh em thấy không? Đó, xe chuẩn xe chất, cục máy là đỉnh luôn anh em. Đó, máy đang nổ, đứng kế bên không nghe tiếng đâu anh em ơi. Đó, chỉ nghe tiếng bô thôi, bịch bô nha anh em, cố gắng bịch bô nè, không có tiếng đâu anh em. Đó, bịch bô anh em, máy ghê chưa anh em?
trời rồi cục máy này. Khủng khiếp. Đặc biệt xe là không có đâm đụng té ngã nha. Cản ba chưa ép chưa mở nha. Bảo hành anh em máy 1 năm về máy ha. Rồi, một con xe chuẩn. Số điện thoại của xe máy Hồng An là 036 nha. 8888383 và 0907957435. Bye bye mọi người đã xem clip hôm nay nha. Bye bye.